ông hàng xóm hung dữ. Đây là chuyện tôi nghe bà nội kể. Người trong cuộc hiện vẫn còn sống, hơn nữa đang cư ngụ tại Cố Hương Nam Đầu, ở cách vách nhà tôi. Nội dung câu chuyện là thế này. Ông hàng xóm kế nhà tôi có ba anh em, thấy đều tàn tật, một người điếc, một người câm, một người què. Thân phụ của họ hồi xưa cũng là láng giềng bà nội tôi. Nghe nói tính ông nóng nảy ác độc, ưa hành hạ ngược đãi loài vật. Do ông sinh ba trai đều bị tàn tật cả, nên rất phẫn nộ bất bình, oán trời trách đất. Vì quá thắc mắc nên một ngày nọ ông đi hỏi thần để tra cho rõ nguồn cơn. Cuối cùng được đáp án thế này: nguyên nhân là hồi xưa lúc chưa kết hôn, nhà ông có nuôi một con heo nái đang mang thai. Nó sổng chuồng chạy đi, vốn tính hung bạo, sẵn trên tay đang cầm con dao phảm cỏ, ông liền vung lên bổ vào con heo nái. Con heo kêu thất thanh thảm thiết, ngã lăn ra giãy đành đạch, phun máu mạng vong. Ổ heo con trong bụng cũng tuôn máu đầm đìa và chết luôn. Xem như một đau của ông kết liễu tới mấy mạng. Do ông đã gieo gốc họa bắt nguồn từ đó, vì vậy mà ngày nay sinh liên tiếp ba trai đều tàn tật. Đứa con bị điếc của ông hiện giờ cũng là láng giềng ở quê tôi, sau này cũng sinh ra ba trai, thì đã có hai người bị lãng tai, nghển ngãng, chỉ còn duy nhất một người là bình thường. Riêng ông này biết ăn chay trường và rất siêng năng bái Phật. Nghe nói phần hai anh em lãng tai kia, con cái họ sau này cũng bị ngũ quan khiếm khuyết, tay chân tàn tật. Qua câu chuyện này có thể thấy quả báo sát sinh rất đáng sợ. Theo lời bà nội tôi, câu chuyện nhân quả này là ngàn thật muôn thật. Tạp chí Thanh Đức số 44, 15 tháng 1 năm 1983, tăng quán ngôn cao cấp. Tại đại lộ Tung Sơn của thành phố Đài Bắc phồn hoa, có một tiệm vịt quay nổi danh khắp xa gần, tên là quán ngon cao cấp, làm ăn rất phát đạt, khách ra vào tấp nập, cửa tiệm rộng lớn, thiết kế sang trọng. Nhân viên nam nữ phục vụ trong quán đều trẻ trung, mặc toàn tây Âu trắng. Bếp trưởng đội nón trắng tinh, tay luôn đeo găng, chứng tỏ mình cực kỳ vệ sinh sạch sẽ. Nhân viên trong quán từ khuya đến tối bận rộn như con quay để tiếp đãi, bưng bê phục vụ thực khách. Còn vị chủ quán họ Thái, tuổi ngoài 50, béo tròn phục vịt, mặt Tây Âu, mặt mày hớn hở ngồi nơi quầy thu ngân sau máy đếm tiền, tay đeo đồng hồ vàng chói, cười toe tét, vui tới không thể khép miệng lại. Trước cửa tiệm là quầy hàng bán lẻ, phía sau tiệm là xưởng giết mổ, lò quay nướng vịt. Bảo đảm thịt vịt luôn tươi mới thơm ngon, hấp dẫn thực khách ăn rồi còn muốn ghé nữa. Vì vậy mà tiệm buôn càng ngày càng phát. Mấy năm gần đây, tiệm lập chi nhánh các nơi, chủ quán ngày càng mở rộng nghề sát sinh và bạn bè giao tế thù tạc càng nhiều. Trong đây không thể thiếu các thực khách của Tủ Gia, Vũ Trường, Tiệm Vàng, Sòng Bạc, vân vân. Phải nói lúc này cũng là thời kỳ ông hưởng thụ tiêu xài vô cùng mãn ý, biết thế nào là cực khoái của kiếp nhân sinh. Mỗi năm khi mùa xuân đến, nhà nhà hộ hộ thấy đều cần sắm hàng Tết, thân hữu đa số đều muốn biếu xén quà, thì quán cao cấp việc làm ăn càng phất lên như thủy triều dân. Khách quen muốn mua được vịt quay mới ra lò phải xếp hàng chờ đợi từ 3 đến 5 tiếng. Nhân viên phục vụ tất bật tới nửa khuya, quán phải mướn thêm người phụ lâm thời mà vẫn bận tiết mù không thể nghỉ ngơi. Vì vậy mà phải tổng động viên toàn gia, cả nhà đều lao vào cuộc, bận rộn buôn buôn bán bán. Hôm nọ cũng giống như mọi ngày, tiệm đang buôn bán rơm rã, huyên náo ồn ào, thì trong khoảnh khắc bỗng nghe có tiếng vịt rống rất to, lớn vang dội, trấn áp hết mọi tạp âm trong tiệm, vì vậy mà thu hút trọn sự chú mục của bao người. Thế nhưng ai chứng kiến cũng đều đứng sững, đứng như bị trời trồng.
Giây phút này, mọi người chỉ biết kinh ngạc, dương mắt ngó lão chủ quán đang nằm dài trên đất, hình trạng giống y như con vịt, miệng của lão không ngừng kêu lên tiếng cạp cạp. Không những giống như vịt mà còn to hơn vạn bội, mọi người đều xúm lại, vây quanh nhìn và không ngớt bàn tán xôn xao. Bỗng có một bà béo mập hét thật lớn, nói: "Ôi trời đất ơi, lão này giết vịt nhiều quá nên bị quả báo đó. Sợ quá, tôi không dám ăn thịt vịt nữa đâu." Mọi người bây giờ mới tỉnh hồn trở lại, không hẹn mà đồng một mục đích, xúm nhau chạy ra khỏi tiệm, giống như là bầy ong vỡ tổ. Bà giám đốc Phu Nhân vội mời bác sĩ đến chữa trị, nhưng dù bác sĩ tài ba đến mấy cũng không thể nào khiến ông ngừng kêu tiếng cạp cạp quái gở kia. Ông cứ kêu như thế suốt 3 ngày 3 đêm, cho đến lúc kiệt sức không còn kêu được nữa, thì hai mắt ông mở to, thất thiểu, ọc máu, và ông tắt hơi trong thống khổ tận cùng. Kể từ hôm đó, tấm bảng hiệu quán ngon cao cấp bị tháo dỡ, các chi nhánh khắp nơi cũng đóng cửa, dòng tộc họ Thái cũng giấu luôn tông tích. Không biết họ dời đi cư trú ở đâu. Phật Pháp thay đổi tôi. Đây là kinh nghiệm Lý cư sĩ đích thân trải qua. Chúng ta hãy nghe bà kể. Tôi tên Lý Mẫn Huệ. Mặc dù chỉ 30 tuổi, nhưng cuộc sống đầy ắp tai nạn, thống thiết, khiến tôi cảm thấy bơ vơ, không được ai cứu giúp, nên càng chán chường, tuyệt vọng vạn bội. Cho đến khi gặp Phật Pháp, cuộc đời tôi mới có được những thay đổi hy hữu, xưa nay chưa từng có. Mẹ tôi có 10 người con, nên cuộc sống rất chật vật. Tôi là đứa thứ 3. Còn thằng em thứ 8 sinh ra rồi thì đem cho người ta nuôi. Cha tôi sớm đã qua đời. Tôi học hết lớp 3 thì bị ép thôi học. Sau đó tôi đi làm vú em, làm công. Được lò đời mài dũa, khiến bản tính vốn kiên cường bất khuất, không chịu thua của tôi càng tăng thêm nghị lực. Tôi kinh doanh một công ty, thu nhập khả quan. 19 tuổi thì gặp ông chồng hiện giờ. Bởi vì hoàn cảnh gia đình đôi bên chênh lệch khác xa nhau. Hơn nữa, tôi còn nhiệm vụ phải chăm sóc các em, trai lẫn gái. Do nhiều nguyên nhân mà chồng tôi phải đồng cư với chúng 8 năm. Bởi cha mẹ đôi bên phản đối, nên chúng tôi không thể chính thức đăng ký kết hôn. Trong thời gian này, tôi đã làm một việc khiến lòng vô cùng ăn năn. Đó là tôi từng đi nạo thai một lần. Chính vì lần phá thai ấy đã để lại di chứng xấu, khiến nhiều năm sau tôi khó thể mang thai. Đến năm 2002, chúng tôi mới chính thức cưới nhau. Sau khi kết hôn xong, chúng tôi một bề muốn có con, đã khám rất nhiều bác sĩ, nghĩ hết cách, nhưng cũng không thể như nguyện. Sau đó, vợ chồng tôi xin hai bé gái, là chị em ruột, về làm con nuôi. Trước khi biết Phật Pháp, tôi thường hay phiền não. Bản thân luôn có cảm giác mịt mờ, không rõ phương hướng. Hằng ngày, sau khi tan sở về nhà, tôi chẳng biết đi đâu. Nên về hay không về mới tốt. Vì vậy, cứ lái xe lanh quanh trên đường, tay nắm vô lăng, mà không biết mình nên đi đâu, về đâu. Vì không lấp được khoảng trống, cảm giác hụt hẫng trong tâm tư. Nên chỉ trong 5 năm, tôi đã thay tới 5 cái xe mới. Tôi tiêu xài phung phí, trong khi tâm không ngừng loạn động rối bời. Tôi nghĩ, mình cũng là một người tốt, vì sao không được hảo báo? Trái lại, còn phải đối mặt với quá nhiều phiền lụy, đau buồn. Gia đình tôi đang nằm trên bờ vực tan dở. Tôi khổ tâm dắt sức kinh doanh, nhưng lại bị người lập mưu chiếm của. Còn các cô em thì không biết điều, cứ liên tục kiếm chuyện gây họa. Tóm lại, đời tôi là một cuộc sống hỏng bét, rối bời,
hàng ngày tâm tư luôn bị thống khổ, nung nấu. Một lần ngồi trên xe người bạn, tôi tình cờ đọc cuốn Báo ứng hiện đời và được những câu chuyện nhân quả trong đó khai thị, khiến tôi như bừng tỉnh cơn mơ. Cuộc sống tôi từ đây bắt đầu có phương hướng. Thế là tôi lập tức từ bỏ ăn mặn, thậm chí hãy nhìn đến thịt cá là phát nôn mửa. Ngày trước, tôi đi khắp nơi khám bệnh, bốc thuốc. Sau khi dứt ăn mặn rồi, thì chẳng cần dùng thuốc nữa. Ngược lại, toàn thân cảm thấy rất nhẹ nhõm, khinh an. Tôi cũng không còn tiêu xài phung phí bừa bãi, mà đã biết tiết kiệm và dùng tiền đó để cứu giúp cho người. Tháng 10 năm 2007, tôi may mắn được Hội Kiến trúc sư Quả Khanh. Ông là người bình dị, rất dễ gần. Vừa gặp, tôi đã có cảm giác cực kỳ thân quen, giống như tương ngộ thâm tình vậy. Tôi kể lể mọi khổ đau mình đã từng trải qua cho ông nghe. Đến lúc ông thuyết giảng cho mọi người, thì tôi lặng lẽ ngồi vào dự thính. Không ngờ, việc lạ lại phát sinh. Trong lúc tôi đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, thì bỗng có cảm giác giống như mình đang rơi vào ổ gà. Trong đó có rất nhiều gà, vừa dơ vừa thối. Dường như tôi cũng là một con gà trong đó. Lúc ấy, toàn thân tôi phát run. Tiếp đến, tôi không ngừng nôn mửa, mà bản thân hoàn toàn không hay biết. Lúc này, mấy người bạn tại hiện trường phát hoảng, vội chạy đến hỗ trợ. Họ nhanh nhẹn đỡ dìu tôi và giúp dọn sạch những ô uế. Khi tỉnh lại, tôi hoàn toàn chẳng biết là có việc gì vừa xảy ra. Tôi vừa mới tiếp xúc với Phật giáo đã nảy sinh cảm giác rất kỳ diệu, đồng thời cũng khiến bạn bè tại đó tăng thêm tín tâm. Tôi bỗng nhớ lại, chính trong lúc mang thai, vì muốn tẩm bổ thân thể, nên suốt thời gian dài, mỗi ngày tôi ăn một con gà. Nhưng rồi tôi cũng không giữ được thai. Đúng là nhân quả báo ứng, như bóng theo hình. Từ hồi xảy ra sự tình không thể tưởng này rồi, tôi bắt đầu tụng kinh Địa Tạng, lễ Phật và tĩnh tọa. Có lần ngồi suốt 8 tiếng, cuộc sống tôi dần dần xuất hiện sự thay đổi, công việc dần dần thuận lợi. Người em gái bỏ nhà ra đi, nay đã quay về. Tôi là cột trụ cho các anh chị em trong nhà. Không chỉ có công ty, tôi còn có một tiệm thời trang nữa. Nhưng trước đây chỉ kinh doanh qua loa. Sau khi gặp Phật Pháp rồi, tôi tiến hành quy hoạch đổi mới tiệm thời trang. Việc làm dần phát đạt. Nhưng tôi nhận ra, thu hoạch lớn chính là niềm an tĩnh tâm linh. Vì lòng tôi chẳng còn chấp trước nữa. Ngày xưa, những vật không thuộc của mình, tôi cứ nắm chặt không buông, khiến tâm lực mệt mỏi. Từ lúc hiểu đạo rồi, thì tôi buông dễ dàng. Đối với những gì đã mất đi, lòng cũng chẳng còn canh cánh nhớ hoài nữa. Nhờ vậy mà tâm tư ung dung thoải mái rất nhiều. Quan hệ cùng chồng cũng trở nên tốt đẹp hơn. Tôi còn dự tính, cuối tháng 12 năm 2007, sẽ đến bệnh viện tỉnh thực hiện phương pháp thụ thai trong ống nghiệm. Nhờ đã hiểu nhân quả, nên hễ có phiền não là tôi tự hóa giải. Sau đó xảy ra một chuyện lạ. Đầu xuân năm 2008, tôi mơ một điềm mộng. Thấy trong nhà có một vị mặc hoàng bào, đầu trọc, toàn thân phóng quang chói lòa. Tôi thấy mình là một trong hai thường nhân đang quỳ trước ông. Người kia chẳng biết nói gì mà bị ông đuổi ra ngoài. Còn lại một mình tôi, thì vị tỏa hào quang đó bảo: "Ngươi muốn cầu ta điều gì?" "Muốn cầu con." "Được, ta cho ngươi như nguyện." Rồi tôi thức giấc. Sau đó cảm thấy thân thể có biến chuyển khác lạ,
Tôi đã ngừng uống thuốc nửa năm nay, ăn chay cũng đã hơn nửa năm, và chuyện kỳ diệu xuất hiện. Cuối cùng, tôi đã mang thai. Điều này lạ lùng, đến tôi khó mà tin nổi. Vì vậy, tôi liên tục đến bệnh viện khám, để bảo đảm chắc chắn là mình có thai. Sau khi tôi mang thai, dù thân thể phản ứng rất lớn, nhưng tâm vui mừng khôn tả. Cảm tạ Phật Pháp, cảm tạ chư Phật Bồ Tát gia hộ, dẫn dắt tôi vào con đường chánh tính, tu theo Phật Pháp. Phật Pháp đã đem đến cho tôi lợi lạc khôn cùng. Phỉ bán Phật Pháp, phải sám hối. Hủy bán Phật Pháp, nhất là Pháp Đại Thừa, quả báo rất nặng. Trong kinh Phật Thuyết Diệu Pháp Quyết Định Nghiệp Chướng có ghi, nếu chúng sinh nghe thuyết Đại Thừa, tâm không vui sinh hủy bán, nên biết đó là quyến thuộc của tà ma. Do khởi tâm hủy bán kinh điển Đại Thừa, chết xong sẽ đọa A Tỳ, chịu vô lượng khổ, sau đó sinh vào loài ngạ quỷ, ăn lửa, ăn phân, đàm, giải, chịu khổ vô lượng kiếp xong, thì sinh làm người phong cùi, bị mù, điếc, câm, ngọng, các căn không đủ. Những chúng sinh này trải qua vô lượng kiếp sinh tử, cuối cùng mới được gặp Phật thờ phụng cúng dường. Vì vậy, khi nghe Phật thuyết kinh Đại Thừa, nên giữ tâm trong sạch, không tạp niệm. Tiểu Quách là một sinh viên cao lớn, anh tuấn, vừa tốt nghiệp đại học xong, đang chuẩn bị sang Mỹ du học. Nhưng anh mắc một tâm bệnh rất khó trị, vì vậy đã tìm đến tôi nhờ giúp đỡ. Vừa gặp mặt nhau, Tiểu Quách lộ vẻ thống khổ bày tỏ. Trời ơi, tôi phạm phải lỗi rất lớn. Tôi biết là mình không đúng, nhưng chẳng tài nào khống chế được. Phải làm sao đây? Nghe vậy, tôi liền hỏi. Lỗi gì nặng nề? Lại biết rõ sai trái mà không khống chế được, là ghiền ma túy hay tà dâm? Tiểu Quách đáp. Không phải mấy thứ đó, còn nghiêm trọng hơn nữa kìa. Tôi học Phật mấy năm nay, hiện tại có thể ăn chay, tụng kinh, phóng sinh, nhưng lại mắc phải một bệnh rất lớn. Là mỗi khi tôi xem kinh, thấy trong đó ghi, phải cung kính Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, chẳng nên cuồng vọng phỉ báng, nếu không sẽ bị quả báo. Là tôi liền khởi tâm hoài nghi chẳng tin, có lúc còn cố tình phỉ báng Phật Pháp, để xem thật có quả báo chi chăng. Một lần nọ, tôi thấy trong kinh Lăng Nghiêm viết, ông tu tam muội nhằm xuất trần lao, tâm sát chẳng trừ, trần không thể xuất, cho dù ông đa trí, thiền định hiện tiền, nếu chẳng dứt sát, ắt đọa thần đạo. Khi xem xong đoạn này rồi, tôi liền sinh tâm nghi, còn nãy ấy sai người nhà đi mua cá về giết ăn, để xem có quả báo gì chăng. Do vậy mà tôi phá giới, sát sinh. Sau đó rất hối hận, biết mình làm thế là không đúng, nhưng không hiểu tại sao chẳng tự khống chế được. Anh đã nhận ra đó là lỗi, biết mình làm không đúng thì phải phát tâm sám hối. Tuy tôi biết là không đúng, nhưng lắm lúc vẫn muốn moi móc, kiếm tìm các điểm trong kinh Phật để phỉ báng. Tôi tự biết như vậy là có lỗi, nhưng lại không thể sửa. Điều này khiến tôi rất sợ. Phải làm sao đây? Nhìn Tiểu Quách ương bướng cứng cỏi như khói đá, tôi nghĩ chỉ có thể dùng pháp kim cương để đánh tan tính ngông cuồng này thôi. Tôi bèn làm mặt nghiêm, đanh thép nói. Anh có biết phạm tội, bán Phật bán Pháp là phải đọa vô gián địa ngục hay không hả? Nếu anh không phát tâm tha thiết sám hối, là tự làm uổng phí đời mình, bởi vì tội ấy mà phải đọa địa ngục. Thật ra trong tiền kiếp của anh đã mấy đời tu hành, tọa thiền khổ hạnh, nhưng lại có trí kiến bất chánh, y như 50 loại ma ngũ ấm trong kinh Lăng Nghiêm Phật từng mô tả. Do trong lúc thiền định, anh thấy đủ cảnh giới lạ như gặp Phật, thấy cuộc quốc độ chư Phật, các hào quang Phật, vân vân. Anh liền tự cho mình đã chứng thánh, đã khai ngộ, rồi khởi tâm ngã mạn, cống cao, kiêu căng đến cực độ. Phật từng cảnh báo,
Nếu thấy cảnh lạ, không mê đắm, chấp trước thì đó là điều tốt. Còn nếu tự cho chứng thánh, tất lạc vào đường tà. Do vậy mà anh bị ma thừa cơ nhập dựa, xúi làm sai trái, để anh đọa thẳng vào quỷ đạo. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, đời này nhờ thiện duyên chín mùi, nên anh có phúc được mang thân nam tử tướng mạo khôi ngô, được tiếp xúc Phật pháp. Nhưng nếu anh chẳng biết nắm bắt dịp may, tranh thủ tu hành, lo phá trừ tà kiến, ngã chấp, thì là uổng phí hết duyên lành. Kiều Quách có vẻ kinh hoảng, hỏi: Vậy tôi phải làm sao? Khi trở về, anh cần phải đem những kinh Phật mình từng phỉ báng, cung kính đặt trên Phật đường hoặc nơi khiết tịnh, rồi quỳ xuống thành tâm sám hối các tội ác, bán Phật bán Pháp đã qua, và phát thệ không tái phạm nữa. Xong anh thành tâm lễ bái sám hối, ngày ngày đều phải làm như vậy, cho đến khi tâm anh thật sự thanh tịnh, không còn chút ý niệm phỉ báng. Anh phải xem kinh Lăng Nghiêm, học thuộc lòng 50 loại ngũ ấm ma để phân biệt cho rõ, và phải tụng thuộc chú Lăng Nghiêm hồi hướng. Cầu Phật lực gia trì mình có đủ chánh tri, chánh kiến, tâm bồ đề kiên định bất thoái. Anh có làm được hay không? Làm được. Làm được. Tôi biết rồi. Cuối cùng, tôi cũng tìm được phương thuốc nhổ tận gốc căn bệnh bất trị này. Thế thì may quá, bệnh tôi có hy vọng khỏi rồi. Nhìn Tiểu Quách tỏ vẻ ăn năn và mừng rỡ, tôi thành tâm cầu cho anh sớm thành đệ tử chân chánh của Phật, ngày sau đóng góp một phần công sức hoằng pháp cho Phật giáo. Cố gắng nha, Tiểu Quách. Giải thích. Trong kinh Niết Bàn, Phật khai thị: Ca Diếp, trên thế gian này có ba loại bệnh nan y mà người ta hay mắc phải. Một, phỉ báng kinh Đại Thừa. Hai, tạo tội ngũ nghịch. Ba, nhất xiển đề, đoạn hạt giống Phật. Đây là ba loại bệnh cực nặng, chỉ như bậc thinh văn duyên giác mới có khả năng trị. Tiểu Quách biết tội của mình, nhưng không thể khống chế, phải cầu thiện tri thức nhờ giúp đỡ. Khi được chỉ bày cho rồi, mới sáng tỏ nhân quả, quyết định nhiếp tâm, sám hối diệt tội. Đáng sợ nhất, chính là những vị thầy xưng cao nhân, tuy mặc áo Phật, nhưng lại ở trên đài cao giữa đông thính chúng ngang nhiên phỉ báng Phật pháp. Bản thân đã không tuân giữ quy củ Phật môn, lại chẳng dạy đệ tử giữ giới, còn hướng dẫn sai, khiến nhiều người lạc tà, thật đáng buồn, đáng tiếc biết bao. Thế nhưng nhất định phải thâm nhập kinh tạng, học kỹ bốn điều răn dạy minh bạch về tánh thanh tịnh trong kinh Lăng Nghiêm để phân biệt rõ chánh tà, không lạc vào nẻo sai. Pháp Quan Kỳ Án. Một buổi sáng tháng 7 năm 1978, tại một cao nguyên huyện Đài Bắc, hai vợ chồng Thái A Vượng và người bạn thân Lâm Thuần Sa cùng quẩy gánh lên núi hái trái vải. Khi đi ngang qua một hang động bỏ hoang lâu năm, thì bỗng thấy từ trong chạy ra ba con chó. Miệng của chúng ngậm nội tạng của người đang nhỏ máu ròng ròng. Anh Sa hiếu kỳ, rón rén bước vào động xem sự thể như thế nào. Nhưng cảnh tượng đáng sợ trước mắt khiến cho anh kinh hoàng đứng chết sững. Một tiên sinh hơn 60 tuổi đang nằm trên vũng máu, ngực, bụng bị xé rách, nội tạng thì bị ba con chó hồi nãy ngoạm chạy ra ngoài. Càng khủng hơn nữa là ngồi bên xác chết là một cô gái điên đầu tóc bù xù đang cầm khúc ruột của nạn nhân quấn quanh cổ chơi đùa. Anh Sa sợ đến lông tóc dựng đứng, vội quay đầu chạy ra khỏi động, lập tức cùng với vợ chồng anh Vượng đi báo án. Cảnh sát được tin, vội đến hiện trường. Nhìn thấy nạn nhân ngoài việc bụng và ngực bị môi khoét trống rỗng, thì các chỗ khác không bị thương chi. Điều khó hiểu là cô gái điên bên cạnh vì sao không bị tổn hại gì. Tại sao mấy con chó chỉ cắn lão già mà không cắn cô? Bao nhiêu nghi vấn nổi lên. Tính chất vụ án kỳ bí này như thách thức khả năng chuyên môn của những người trong ban phá án. Nhờ sự hợp tác giúp đỡ của dân chúng, cảnh sát đã nhanh chóng điều tra tên người chết là Liêu Ký Đức. Còn cô gái điên tên là Liêu Tú Tú là con gái ông.
hiện bị tâm thần nặng. Họ ngụ tại trấn Thọ Lâm gần đây. Căn cứ theo hồ sơ, thì năm 1949, ông Đức theo chính phủ quốc dân tới Đài Loan làm thẩm phán 28 năm. Ông có kiến thức luật phong phú, nhưng tâm bất chánh. Tính tham tài háo sắc cực độ, là vị quan tham nhũng tiêu biểu. Từ một năm trước, ông đã nghỉ làm về hưu, ẩn cư tại trấn Thọ Lâm. Xin kể sơ vài việc của ông như vậy. Vào năm 1953, một vị quan thuộc ngành hải quan Đài Bắc tên là Ngưu Đồng Đoan do tham ô mà bị tòa sơ thẩm tuyên án 10 năm tù. Trong lần tái xử án thì do thẩm phán cũ đã chuyển đi, ông Đức được bổ đến nhậm chức xử lý tại Pháp Đình. Thấy tình nhân của ông Đoan là Phấn Châu cũng đã dự tính. Do nàng rất xinh đẹp mỹ lệ nên thẩm phán Đức cứ nhìn chòng chọc không rời. Sau đó còn cố ý ra oai quát nạt ông Đoan, hăm rằng án tù 10 năm là quá nhẹ, nếu tìm ra tội chướng mới, ông sẽ phán ít nhất là 15 năm. Ông Đoan nghe vậy quá sợ, chắp tay van cầu phán quan bao dung giảm án cho. Nhưng ông Đức không chấp nhận. Mấy ngày sau, ông Đức chủ động gọi điện, hẹn gặp riêng luật sư biện hộ cho ông Đoan và nói úp úp mở mở rằng án của ông Đoan có thể nặng mà có thể nhẹ. Nếu như người đẹp Phấn Châu chịu ra mặt cầu xin thì may ra sẽ chuyển đổi được. Nghe thế, luật sư đã biết tổng bụng dạ của ông Đức, bèn hứa sẽ thuyết phục ông Đoan đồng ý cho Phấn Châu đến hầu hạ ông Đức một tuần. Nhưng xong việc, ông Đức vẫn không hài lòng, còn bắt người nhà ông Đoan phải nộp một khoản tiền kết xù. Cuối cùng, khi tài sắc đã vơ vét ưng ý rồi, ông Đức mới tuyên bố giữa tòa là tội chứng không đủ và tuyên phán ông Đoan bị 6 tháng tù, nhưng cho phép nộp tiền phạt thay cho ngồi tù. Thực tế là xem như vô tội, ông Đức đã tự tiện phóng thích phạm nhân, một tay che cả bầu trời. Ông Đức một mình đến Đài Loan làm thẩm phán chỉ mới mấy năm, nhờ tham ô mà giàu to. Qua bạn bè giới thiệu, ông cưới Thúy Đào, một cô con gái nhà nông nhỏ hơn ông 13 tuổi. Cô gái này vừa hiền vừa kiều diễm. Năm sau thì sanh hạ bé Tú Tú. Đáng tiếc là lúc Tú Tú 2 tuổi, Thúy Đào bị ung thư ngực qua đời. Ông Đức do bận rộn công vụ nên đối với con thiếu sự chăm nom. Vì Tú Tú trong một lần cảm mạo phát sốt quá cao, do không kịp đi bệnh viện mà biến thành ngớ ngẩn trầm trọng. Đối với cái chết của vợ và con bị gây ngô là hai đả kích rất nặng. Nhưng ông Đức chẳng mảy may hiểu biết để thức tỉnh rằng đây là quả báo do mình thiếu đức. Ngược lại, ông càng ra sức lợi dụng chức quyền để tranh danh đoạt lợi, vơ vét cho đầy túi riêng, còn lớn tiếng khoe khoang rằng với chức quyền và danh vị cũng như tài trí và mưu lược của ông thì sẽ có vô số mỹ nữ tìm đến nộp mạng và vàng bạc sẽ tự động đổ vào túi ông. Vì thế trong suốt 28 năm cầm quyền, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, ông toàn làm những điều thương luân hại lý, giở đủ thủ đoạn hạch sách, bắt chẹt và tạo ra vô số án oan, án mạng. Có nhiều người vì ông ăn đút lót tuyên án oan, uất ức sinh bệnh chết trong tù, vợ bất bình tự sát. Biết bao gia đình nhà tan cửa nát vì ông có quyền cao chức trọng mà không có lương tâm. Trong thời gian làm thẩm phán, ông đã hại chết biết bao nhiêu sinh mạng, hủy hoại nhiều gia đình, tội ác dày đầy. Năm 1977, cuối cùng thì ông Đức cũng thoái hưu và cùng với một quả phụ ẩn cư tại cao nguyên thuộc trấn Thọ Lâm. Một sáng nọ, ông dẫn con gái đi dự lễ ngang qua cửa động thì Tú Tú đòi vào nghỉ một chút. Ông chiều ý con, và khi ông bước vào động thì đột nhiên có 3 con chó xông đến, khí thế dữ dằn nhắm thẳng vào ông, nhe răng bén, giương móng vuốt hung ác cào ngực xé bụng ông. Chưa đầy mấy phút, chúng đã lôi hết ngũ tạng lục phủ của ông ra, và ông Đức lìa đời trong thống khổ tột độ. 3 con chó đào phủ thực hành án tử cho ông Đức rất mau.
khi hoàn thành sứ mệnh rồi thì chúng chạy đi như làng chớp, biến mất tâm, không để lại dấu vết. Chỉ còn Tú Tú ngồi bên cạnh, mặt mày cực kỳ vui vẻ, thản nhiên cầm rùa của cha quấn quanh cổ chơi, bộ dạng rất đắc ý, như thể vừa làm được việc gì tốt lắm vậy. Trước vị thẩm phán là chấp pháp công minh, là thi hành quốc luật, không thiên vị riêng tư. Nhưng ông Đức bị sắc tài làm cho mê bụi, toàn lạm dụng chức quyền để thu lợi cho mình, phụ lòng quốc gia và nhân dân ký thác. Báo ứng hiện tiền của ông là bài học cảnh cáo thế nhân, cho dù có tránh được pháp luật trừng trị thì cũng chẳng thể nào tránh được báo ứng nhân quả. Nên nói, thiên lý chí công, trốn một lúc nhưng không trốn được cả đời. Phá thai là tội nặng. Hiện nay trong xã hội, vấn đề phá thai ngày càng nghiêm trọng. Quả báo phá thai rất đáng sợ, không những ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, mà còn tạo nên thống khổ cực lớn cho tâm tư lẫn sức khỏe của nữ giới. Hơn nữa, tương lai còn phải chịu khổ báo nơi địa ngục. Chúng ta phải tận lực đề xướng thuyết yêu quý thân mạng, ngăn cấm việc phá thai. Đệ tử tài gia của Phật nên sống chung thủy, tiết dục, giữ gìn và quý trọng sức khỏe mình. Riêng đối với người đã phá thai, không phải chỉ sám hối thôi, mà còn phải phóng sinh, tụng kinh hồi hướng cho vong thai mới mong giải oán kết. Ngày nọ, có một nữ sĩ họ Kim đến phòng mạch chúng tôi khám bệnh. Cô trông rất thanh tú, búi tóc trái đào, dung nhan buồn thảm, mặt tối sầm, trông rất tiều tụy. Vừa vào cửa, cô Kim thống khổ, nói thật nhỏ. Bác sĩ ơi, xin hãy giúp tôi với, cứu tôi với, cả người tôi đau đớn, bác sĩ ơi. Tôi bắt mạch cho cô ta, thấy mạch mệt mỏi, vô lực, như vừa trải qua cơn bệnh nặng. Tôi liền hỏi. Cô giáo gần đây có phá thai không? Cô Kim bật khóc, sụt sùi kể. Tôi năm nay 35 tuổi, khó khăn lắm mới có được em bé. Mang thai được 7 tháng, đến bệnh viện kiểm tra, thì bác sĩ nói tim em bé phát triển không ổn định. Tốt nhất nên đình chỉ việc mang thai. Nhưng mà trong lúc tôi đang do dự chưa quyết, thì bắt buộc phải dâng theo ý người nhà, triệt phá cái thai 7 tháng nó đi. Kể từ hôm phá thai xong, tâm lực tôi suy sụp cùng cực, mãi cho đến nay, lúc nào tôi cũng có ý muốn tự sát và rất thống khổ. Bác sĩ ơi, hãy cứu tôi với bác sĩ. Kim nữ sĩ vốn là người có sự nghiệp thành đạt. Cô kết hôn đã 3 năm, rất khao khát có con. Năm nay, nguyện ước cuối cùng cũng đạt được. Nhưng do thời kỳ đầu mang thai, cô thường phải ra ngoài công tác, lại thêm chuyện xã giao thù tạc với khách, dẫn đến việc tạo nghiệp sát sinh liên miên. Cô đã không biết bảo vệ sức khỏe mình trong lúc mang thai, lại chẳng có cơ may được nghe giảng hay biết đến Phật Pháp. Suốt 7 tháng mang thai, cô cũng không gặp được người bạn Phật tử nào, do chẳng biết bảo vệ thai tốt mới tạo thành bi kịch như vậy. Nhìn Kim nữ sĩ đau khổ, tôi khuyên cô không nên kích động. Phá thai đối với phụ nữ rất là nguy hiểm. Cô phá đứa con đã 7 tháng lại còn nguy hiểm hơn. Sát hại phá thai hết sức nghiêm trọng, không những gây tổn hại cho sức khỏe của bản thân, mà còn làm giảm thiểu hạnh phúc, ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp gia đình về sau. Bây giờ ngoài việc chữa trị bằng thuốc men, cô còn phải thành tâm thành ý sám hối các sát nghiệp của mình đã tạo ra. Hãy vì dông thai tụng kinh, Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chư đồng tử Đà La Ni kinh, ít nhất 7 bộ. Hằng ngày nên tụng đều đặn 1-2 bộ, có thể quỳ tụng rồi hồi hướng cho dông thai bị phá, giúp nó nghe Phật Pháp sớm giảng sinh thiện đạo. Cô Kim nghe xong, gật đầu. Được 1 tháng rưỡi cô đến, tôi thấy mặt mày cô đã đổi khác, nhan diện tươi hồng, tinh thần phấn chấn. Cô hớn hở bắt tôi. Hiện giờ sức khỏe em đã hồi phục 9 phần, tâm lý của em cũng thoải mái, không còn tư tưởng muốn tự sát nữa.
Thật là cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Nhìn cô sống lại, tìm được niềm tin. Tôi nói với cô rằng cô không cần cảm ơn tôi, hãy cảm tạ Phật Pháp. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, vì vậy ta phải dùng lòng từ bi đối với mọi chúng sinh, không nên làm thương hại. Từ vô thị kiếp đến nay, do không được nghe hay biết đến Phật Pháp, mà chúng ta tạo vô lượng tội, làm thương hại vô số chúng sinh. Cho nên, ta phải thành thật nhận ra lỗi lầm của mình, không oán trời, trách người, chỉ thành tâm sám hối, rộng làm công đức hồi hướng cho những kẻ bị mình làm tổn hại. Có như vậy mới mong được chúng sinh tha thứ. Khi cô về nhà, nên thường xuyên đọc, nghiên cứu kinh Phật cho nhiều, ráng xem kinh Kim Cang Sư Tuyên hóa giảng để hiểu ý nghĩa quan trọng của cuộc sống. Xem xong kinh, cô sẽ biết mình phải làm sao. Chính trong bước đường học Phật tu hành thực tiễn sẽ tìm ra con đường ly khổ được vui, nếm mùi vị đại giải thoát, sống một đời có trí tuệ, và thai nhi bị phá cũng nhờ nghe kinh, nương theo đó mà giải oán. Quả báo bội tính vong dĩ. Chí Văn Đông, hơn 40 tuổi, thân mặt hiếu tang, mắt đầm đìa lệ, quỳ trước ngôi mộ mới đắp của tiến trương láng giềng, lâu thật lâu, vẫn chưa chịu rời xa. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, tướng mạo đường đường, nhưng lại có thời thơ ấu rất thảm. Nếu như không nhờ thím trương quan tâm giúp đỡ, thì có lẽ anh đã không còn trên trần thế. Tuy không phải thân dân, nhưng thím trương đối tốt còn hơn thân dân. Lúc Văn Đông 5 tuổi, thì cha mẹ anh trong một năm đã lần lượt qua đời. Cha Văn Đông trước lúc lâm chung, mắt đầy lệ, gửi gắm con trai lại cho anh cả và chị dâu mình, ký thác toàn bộ gia tài của ông, gồm nhà cửa khang trang, số tiền rất lớn và mớ vàng bạc trang sức, tài sản hồi môn của mẹ Văn Đông. Xem như tất cả đều giao hết cho vợ chồng người anh, cậy nhờ họ quản lý thay cho bé Văn Đông. Lúc đó, anh cả và chị dâu ông chỉ trời đất thề thốt đủ điều. Họ nói với người sắp mất như thế này: chúng ta đều là người một nhà. Con em thì cũng như con anh chị. Dù em không để lại tài sản, chẳng có lấy một xu, thì anh chị đây cũng nguyện cưu mang nuôi cháu đến lớn khôn. Cha Văn Đông nghe những lời tràn đầy nghĩa tình này, sung sướng mỉm cười, an lòng nhắm mắt ra đi. Khi đó, cũng có cán bộ trong thôn và láng giềng đồng chứng kiến, ai nấy đều cảm động rơi nước mắt. Xong tang lễ được mấy ngày, thím trương láng giềng bỗng nghe Văn Đông bị đánh đập khóc to. Hơn nữa, cứ cách 5-3 ngày thì nghe hai bác đánh cháu, chửi mắng ôm sồn, âm vang nghe rõ mồn một. Thím trương tốt bụng đã nhiều lần can gián, nhưng chuyện vẫn xảy ra như cũ. Sau đó, thím phát hiện bé Đông rất ít ra ngoài chơi, thỉnh thoảng nó đứng nơi cửa, nhưng chẳng hề thấy nó cười. Thím trương bèn đến gần, hỏi han mấy câu, thì thằng bé lộ vẻ sợ hãi, không dám nói gì. Thím trương thấy Văn Đông ốm đi rất nhiều, hơn nữa, mặt mày thân thể đầy vết thương. Thấy thế, thím trương không cầm được nước mắt. Dần già láng giềng, hương thôn, ai cũng biết chuyện, nhưng khi làng xã chất vấn, thì hai vợ chồng họ hung hăng nói là tại Văn Đông. Lì bướng không ngoan, bọn họ nhận lời ba thằng bé ủy thác thì có quyền quản giáo, cũng chẳng làm gì hại nó. Họ còn trách ngược lại, mắng đám người ngoài lo chuyện không đâu, nào có máu mủ chi mà nhúng mũi vào chuyện gia đình họ. Do mọi người không bắt được tại trận chuyện ngược đãi cháu của hai bác Văn Đông, vả lại người ngoài chẳng có quyền can thiệp chuyện đồ bộ của họ, dù rất bất bình nhưng chẳng ai giúp được gì. Một năm, rồi một năm trôi qua, thằng bé dần dần lớn lên. Thím trương nhiều lần thừa lúc hai bác Văn Đông đi vắng, lén đút nhét, chăm bón cho thằng bé. Khi tìm miếng bánh, lúc viên kẹo hoặc thứ gì đó, nhìn thằng bé ăn ngấu nghiến,
Thím mỉm cười, an ủi nó. Văn Đông dù đã lớn, nhưng vẫn phải mặc bộ y phục cũ rách từ 2 năm trước. Xuân hạ thu cứ dần qua, tới mùa đông, thím Trương thấy thằng bé mặc đồ mỏng manh rách rưới ló cả tay chân, nhìn nó co ro đưa tay ôm vai, run rẩy vì lạnh. Bà rơi nước mắt, quay về nhà, tìm y phục cũ của con mình, giặt sạch sẽ, may thêm lớp bông độn bên trong, và ngay tối hôm đó, đem sang nhà hai bác Văn Đông, nói là áo bông con mình chê không dùng, nên để cho Văn Đông mặc. Nói xong, bà tự tay mặc vào cho thằng bé. Trước khi Văn Đông thành dân, bà còn may cho nó 3 bộ áo bông. Không lúc nào mà không tiếp tế ẩm thực, có lúc còn dúi cho nó ít đồng lẻ. Cuối cùng, Chí Văn Đông cũng đã trưởng thành, thành tài, có sự nghiệp ổn định, được nhiều cô gái để ý. Khi Văn Đông đến tuổi kết hôn, anh xin hai bác cho mình ra riêng tự lập. Hai bác dù không muốn, nhưng vì cháu đã lớn, họ sợ lời bình phẩm của láng giềng. Bớt đắc dĩ phải chiều theo. Nhưng họ viện cớ gia cảnh khó khăn, chỉ cấp cho Văn Đông một ngôi nhà dột nát cũ kỹ, trống trơn, không có gì, bởi toàn bộ đồ đạc họ đã dọn đi hết. Hai người bác này có 6 người con, họ xây nhà mới khang trang cho 2 con trai khi chúng thành thân. Về phần Văn Đông, đối với sự ngược đãi của bác, không hề nói một lời than oán. Mỗi khi người trong thôn bất bình đốc xúi anh đi kiện quan, thì anh nói: bác cả nuôi tôi khôn lớn cũng chẳng dễ dàng gì, nếu không nhờ bác cưu mang thì tôi cũng chẳng sống đến ngày hôm nay. Tiền bạc vật chất thường khiến người ta tranh giành, nhưng có câu rằng trai tốt chẳng tranh điền trang, gái tốt chẳng tranh đồ cưới là gì. Nếu như không học hành, không có nghề nghiệp ổn định, thì dù sở hữu nhiều tài sản đến đâu, cũng không giữ được lâu. Tôi nhất định học tập, trau dồi kỹ thuật nghề nghiệp thật tốt, để làm việc phục vụ hương thôn mình, cho xứng đáng với sự quan tâm, yêu thương của dân làng, không phụ ân nuôi dưỡng của hai bác. Dân làng rất quý phục tính dân hậu thực thà của Văn Đông, ở hiền gặp lành. Giờ đây, anh đã là một chủ xí nghiệp trong thôn, hiện có 1 con, đang theo học tại Đại học Thành phố. Tiểu gia đình của anh sống rất êm ấm, hạnh phúc. Ta hãy nhìn xem, 2 người bác bồi tính vong nghĩa, làm trái lời thề, bị báo ứng ra sao? Họ có 6 con, gồm 4 gái 2 trai. Con gái đầu của họ 29 tuổi, thì bị bệnh sỏi thận chết. Con trai cả 29 tuổi, cũng bị sỏi thận, không bao lâu thì chết. Con gái út 29 tuổi, cũng vướng bệnh bất trị, y hệt như anh chị mình, mà tử vong, khiến ba mẹ chúng tâm kinh thịt rung, ngày đêm bất an. 6 đứa con đã chết mất 3 người, sau này còn xảy ra chuyện gì nữa đây? Không bao lâu, con trai út của họ kết bè lập đảng, đi cướp bóc, gây cãi đánh lộn, bị phán 10 năm tù. Ngày y bị tuyên án, mẹ y bị xuất huyết não, từ đó nằm liệt giường, nhận chịu bao cư xử ghẻ lạnh, mắng chửi của con cái. Do bà không khống chế được đại tiểu tiện, thường trai dính mền chăn, có lúc nằm đó suốt ngày, không ai để ý tới. Bà cứ sống cảnh như vậy hơn 3 năm, rồi chết trong bi ai. Lúc bà chưa chết, thì chồng bà vướng phải chứng si ngốc lú lẫn. Bà chết được nửa năm, thì một hôm, ông đi đường không cẩn thận, vấp té, đầu đập xuống đất, và từ đó, ông ra đi vĩnh viễn. Láng giềng kể tôi nghe câu chuyện này xong, thì hỏi: đây, có phải là nhân quả báo ứng không? Và chẳng đợi tôi đáp, họ tự nói: ở quê chúng tôi á, ai cũng nói, đây là trời già trừng phạt cặp vợ chồng bội tính bất nghĩa. Bởi mới nói, giống như là mùa vậy, trồng gì thu hoạch đó, đây là quy luật tự nhiên. Trước khi Phật đến nhân gian giảng pháp, thì
luật nhân quả đã tồn tại sẵn trong thiên nhiên, phàm phu không hiểu nên cứ trồi hụp trong biển khổ sinh tử, không chịu thoát ly. Chư Phật Bồ Tát từ bi, thừa nguyện trở lại nhân gian, giảng thuyết chân tướng vũ trụ và chỉ cho chúng ta phương pháp xuất ly khổ hải. Chúng ta nhất định phải nắm ngay cơ hội được mang thân người này y pháp tu hành, sớm chứng Bồ Đề mới là con đường chân chánh trong nhân gian. Quả báo tà hạnh. Hiện nay y học đã chứng minh hành vi tà dâm sẽ dẫn đến nhiều bệnh như giang mai, bệnh lậu, sida, vân vân. Còn Phật pháp nhìn từ góc độ luân hồi trong lục đạo đã cảnh báo chúng ta rằng hành vi tà dâm chiêu ác báo không chỉ đời này mà còn kéo dài đến nhiều kiếp sau. Trong một buổi họp mặt các bạn đạo, có đôi vợ chồng trẻ dẫn một bé gái khoảng 2 tuổi đến cầu xin mọi người giúp đỡ. Cha mẹ bé khóc lóc kể lể con gái mình bất hạnh như thế nào. Nguyên bé gái này chỉ mới có 2 tuổi nhưng bị chứng bệnh ung bú ác tính nan y. Nghiêm trọng hơn nữa là ung bú mọc rất to ngay tại âm đạo. Song thân của bé như bị sét đánh vào đầu, không sao hiểu được lý do. Bé chỉ mới có 2 tuổi, vì sao lại vướng phải bệnh nặng như thế này? Đáng sợ hơn nữa là bác sĩ bảo rằng muốn trị bệnh này chỉ có nước phẫu thuật, nhưng xác suất thành công rất thấp, mà nếu không mổ thì bệnh phát tác sẽ làm nguy tới tính mạng. Vì vậy, cặp vợ chồng trẻ này rất khổ tâm, nghĩ hết cách cũng không biết làm sao cho ổn. Bé gái khi bị bệnh hành rất đau đớn, cầu sống không được, cầu chết cũng không xong, khiến cho người thân phiền muộn đầy lòng, cũng đắm chìm trong thống khổ vô biên. Tôi và các bạn cư sĩ rất cảm thông cho bé, càng tin sâu đây chính là nghiệp báo trọng tội đang hiển hiện. Tôi quan sát một hồi thì phát hiện ra nguyên nhân. Bé gái này tuy chỉ 2 tuổi nhưng đời quá khứ nó là một nam nhân đã phạm tội tà dâm rất nặng, không những phá hoại gia đình người mà còn cưỡng hiếp giết gái nhà lành rất ác độc, gây nên thảm cảnh người mất nhà tan. Hồn người bị hại chết oan, ôm phẫn nộ căm thù thề đeo theo báo oán, làm cho bé gái ngay hiện đời bị ung bú ác tính, thống khổ đến tận cùng. Tôi nghiêm túc bảo song thân của bé gái: hai vị cần phải giúp bé sám hối, tụng 49 bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho quan gia kia. Tôi chưa nói xong thì bỗng nghe đụi một cái, bé gái đã quỳ xuống trước tượng Phật, mắt tuôn tràn rụa lệ hối lỗi, ánh nhìn chứa đầy vẻ van xin chúng tôi hãy cứu sống nó. Dù nó chưa nói rành, mọi người đều ngạc nhiên, cha mẹ bé bật khóc. Tôi xót thương bế đứa bé gầy gò lên, nhìn vào đôi mắt mờ mờ đầy vẻ khẩn cầu của nó và bảo: con nhất định phải sám hối trước Phật cùng mẹ. Hễ mẹ đọc một câu thì con cũng đọc thêm một câu, và phải phát nguyện vĩnh viễn không làm thương hại đến bất kỳ người hay vật nào. Và tôi quay sang cha mẹ của bé dặn dò: hai vị phải tụng kinh, ăn chay, phóng sinh thật nhiều cho bé, tích góp từng chút thiện sự, đem công đức đó hồi hướng cho quan gia trái chủ của bé, cầu họ tha thứ, buông xả oán thù cho. Sau khi về nhà, cả ba người quỳ trước Phật, thành tâm sám hối. Cha mẹ làm y theo lời tôi dặn và chí thành tụng kinh hồi hướng cho những người từng bị đứa bé làm hại trong quá khứ. Kỳ tích xuất hiện. Hôm sau, cơn đau của bé đã giảm nhiều. Thấy vậy, toàn gia càng tinh tấn ăn chay, trì giới, tụng kinh, niệm Phật. Nhờ vậy, ung bú của bé bắt đầu teo nhỏ đi. Láng giềng chung quanh nhìn thấy kỳ tích của bé xuất hiện thì cũng xúm nhau học Phật tập tu. Nguyện cho cả nhà họ sớm ly khổ đắc lạc, sống khang kiện hạnh phúc. Chỉ cần họ chịu ăn chay trì kinh, siêng năng sám hối sửa lỗi, bé gái này nhất định sẽ khỏi bệnh. Cuối cùng, tôi xin khuyên những vị phóng túng tà dục
lấy đây làm gương, chớ nên đắm mê trong sắc dục. Làm vậy là hại mình, hại người. Đời này không những khiến thân thể suy yếu, yểu mệnh, mà đời sau còn mắc đủ ác bệnh, thậm chí còn bị đọa vào địa ngục, súc sinh, thọ đủ thống khổ. Thân người khó được, xin hãy biết quý trọng. Quan Âm cứu nạn. Một ngày khoảng 8 giờ tối, năm 1997, tôi vừa tan sở xong thì vội lên chuyến xe tối về nội thành. Lúc này người trên xe rất ít, đi được nửa đường thì bỗng có 4 thanh niên say bí tỉ bước lên xe. Trong tay mỗi người cầm một chai rượu, y phục xốc xếch, rõ ràng là say quất cần câu. Một thanh niên trong đây thấy tôi ngồi một mình, liền bước siêu vẹo tới ngồi cạnh tôi, còn tùy tiện gác một tay lên lưng ghế tôi. Ba ông ma men kia thấy vậy, đều nhào tới, ngồi xuống bao vây tôi. Cho anh ngồi chung nghe. Lúc đó, tôi cảm thấy cực kỳ bất an. Trong lòng hơi ớn, nhưng ráng giữ bình tĩnh, nghiêm nghị bảo anh thanh niên ngồi sát tôi, hãy bỏ tay xuống. Kết quả, chẳng những anh ta không nghe, mà còn phản ứng suồng sã, táo tợn hơn, bằng cách choàng tay lên vai tôi, còn cười ha hả thật lớn. Chắc chắn, đây là một tên lưu manh. Tôi muốn đổi chỗ, nhưng gã chẳng cho tôi đi ra. Tôi liền hướng anh bán vé cầu cứu. Tôi kêu thật to. Anh bán vé ơi! Anh bán vé từ từ đi tới. Tên lưu manh này thấy vậy, liền xa sầm mặt, vội xỉa tiền ra mua 5 vé. Còn chỉ vào tôi, trần tráo bảo. Tôi mua vé cho em gái này luôn. Em gái này trong nhóm của tôi. Trong nhóm của tôi hết trơn á. Nghe vậy, tôi thật có miệng mà nói khó khăn, nhưng vẫn ráng giải thích. Tôi không quen họ, anh đừng lấy tiền của họ, vé của tôi hãy để tôi mua. Nói xong, tôi đưa mắt nhìn anh bán vé, ngầm cầu giúp đỡ. Nhưng anh ta chừng như quá sợ đám du côn này, khẽ liếc tôi một cái, rồi lủi về chỗ mình ngay. Anh ta cứ giả lơ, làm như không nghe thấy gì. Còn lại mình tôi với đám lưu manh, không ai bảo vệ. Trong lúc cực kỳ nguy cấp đó, tôi chỉ còn biết cầu Bồ Tát cứu mình thôi. Tôi rất tin Bồ Tát Quan Âm, hữu cầu tất ứng, trong lúc nguy nan sẽ chở che gia hộ bất tư nghì. Giữa đêm tối bơ vơ không ai giúp đỡ, tôi đành chắp tay niệm thầm, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi nhất tâm khẩn cầu Ngài che chở, cứu tôi thoát khỏi cảnh nguy hiểm. Dần dần, nội tâm tôi trở nên bình tĩnh, không còn căng thẳng, mà cũng chẳng còn sợ hãi nữa. Vì ngay lúc đó, tâm và Phật hiệu đã hợp nhất. Khoảng chừng 15 phút sau, trong lúc tôi đang chuyên tâm nhất ý niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm, thì đột nhiên mấy gã say đang hùng hổ, bao vây áp đảo tôi, bỗng thét lên thật to. Bác tài, mau dừng xe lại, cho tôi xuống xe. Chuyện gì vậy? Phiền phức quá đi. Xe đang chạy trên đường cao tốc, không thể dừng lại. Dừng lại, dừng lại. Ơi, quá thiệt, tôi không tin được. Dừng lại, dừng lại. Không tin được nữa. Dừng xe lại. Mau dừng xe lại. Trời ơi. Dừng xe lại đi. Dừng lại, dừng lại. Gã ngồi cạnh tôi vừa nói vừa tỏ vẻ rất thống khổ. Lúc này mấy gã say còn lại cũng quýnh quán đứng dậy hết. Đồng hoảng loạn la to. Trời ơi, mắc tiểu quá, hết nhịn nổi rồi, mau dừng xe lại. Trời ơi, tôi xuống xe. Tài xế vừa dừng, thì 4 gã say vội nhào lăn xuống đường, rồi biến mất hút trong đêm. Ông tài xế chửi đổng một câu. Đồ thần kinh. Rồi cho xe chạy tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm, trên xe bầu không khí giờ đã yên tĩnh trở lại. Tôi hết sức cảm tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đã ngầm gia trì, chính là nguyện lực từ bi của Ngài đã giúp tôi hóa hiểm thành an. Đúng như trong Kinh Phổ Môn nói, chúng sinh bị khổn ách, vô lượng khổ bức thân, Quan Âm diệu trí lực, năng cứu khổ thế gian. Lúc ách nạn tôi được thọ ơn như thế, xin mạo muội kể ra chia sẻ cùng người hữu duyên. Tôi muốn nói rằng, nếu bạn gặp nguy hiểm, lâm vào cảnh bơ vơ cô độc một mình, không có ai chở che, thì hãy chí thành niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm,
Chỉ cần bằng thành tâm hết lòng, nhất định sẽ nhận được lực gia trì không thể nghĩ lường của ngài. Quả báo bất hiếu. Con bất hiếu, cháu vô tình, ác tâm bỏ mẹ, cha đối chết. Thử hỏi thế nhân, tình nghĩa đâu? Trời xanh chẳng tha thứ tội này. Láng giềng kể cho nghe câu chuyện xảy ra tại quê họ. Hỏi rằng, đây có phải là nhân quả báo ứng như Phật nói chăng? Tại thôn X, huyện Y, thuộc tỉnh Cát Lâm, có một gia đình 8 người, trong một thời gian ngắn, xảy ra bi kịch, mà khắp 10 phố 8 quê ai cũng biết. Tuy đa số không hiểu Phật Pháp là chi, nhưng ai cũng cho đây là báo ứng. Hai vợ chồng trong gia đình này, suốt bao năm dốc sức cày cấy nuôi dưỡng 6 người con, gồm 3 trai 3 gái, lo chu toàn trách nhiệm kẻ làm cha mẹ. Họ cưới dâu, xây nhà cho con trai ra riêng, sắm đủ của hồi buôn để gả con gái. Thực hiện chu toàn những việc này không phải dễ. Rất vất vả, khó khăn là điều hiển nhiên ai cũng thấy. Người cha do lao lực quá độ mà bị bệnh, rồi qua đời. Trong thôn, ai cũng thở dài, cảm thán, nói ông bệnh khổ. Nhưng bà vợ của ông mình lại càng khổ hơn. Vì ông chồng mất chưa đầy 1 tháng, thì bà vợ bị xuất huyết não, dẫn đến bản thân bất toại phải nằm trên giường. Tuy bản thân có thể dùng tay trái ăn cơm, song không thể đi vệ sinh hay tắm rửa, rất cần có người dìu đỡ chăm sóc. 6 đứa con, gồm trai lẫn gái, và 6 dâu rể, tổng cộng là 12 người, chưa tính đến cháu, đã đối xử thế nào với người mẹ cả đời gian khổ này? Mới đầu, họ sắp 2 người 1 bang, luân phiên chăm sóc mẹ. Nhưng chẳng bao lâu, vợ chồng 3 đứa con trai cảm thấy rất chán ngán, phiền mệt, nên trong nhà bắt đầu xảy ra chuyện. Do giữa các nàng dâu và mấy cô con gái bất hòa, thường nổ ra gây cãi ầm ĩ. Vì vậy, họ cấm không cho bên con gái đem cơm chăm sóc cho mẹ nữa. Mới đầu, 3 đứa con trai còn cho mẹ ăn uống chút đỉnh. Sau đó họ nghĩ rằng, nếu ăn uống, thì phải đi nhà xí. Nên 3 con dâu bắt đầu giảm khẩu phần ăn cho mẹ chồng. Có khi cả ngày không cho bà dùng gì. Do con gái cùng 3 nàng dâu không hòa, cho nên 10 ngày nửa tháng, họ cũng hiếm khi đến. Có lần, 3 cô con gái đến thăm mẹ, phát hiện bà yếu đến không còn sức, ghé tai sát vào, mới nghe bà thều thào. Mẹ đói! Mẹ đói! Thế là, họ tìm chút gì đó cho mẹ ăn. Nào ngờ, 3 nàng dâu thấy vậy phát thịnh nộ, vội chạy đến chỗ mẹ chồng, lớn tiếng quát. Trời ơi! Mới ăn xong 2 chén cháo mà còn đòi ăn nữa! Trời đất ơi, làm vậy á, khiến con gái của bà tưởng tụi tôi bất hiếu đó. Nhờ 3 cô con gái kiên trì, cuối cùng bà cũng được dùng chút ít. Lúc cho mẹ ăn, 3 cô con gái thừa dịp 3 chị dâu đi vắng, bèn luồn tay vào, sờ thấy bụng mẹ hớp gầy, chứng tỏ lời 3 chị là dối trá. Thế là hôm sau, 3 cô con gái đem đến cho mẹ 6 cái trứng gà. Bà mẹ ăn ngấu nghiến, chốc lát đã hết sạch. Sau đó như được tăng sức lực, bà mách nhỏ với 3 cô con gái. Tụi con mà không đến, thì tụi nó, con nước cũng không cho mẹ ăn nữa. Tụi nó muốn để cho mẹ chết đói đó. Bữa nay được ăn ngon quá. Mấy ngày sau, 3 cô con gái mang đến cho mẹ thức ngon để tẩm bổ. Đang cho bà ăn, thì bị 3 con trai nhìn thấy. Họ liền vào giựt, ném xuống đất, dùng chân chà đạp lên thức ăn, phẫn nộ mắng em không được cho mẹ dùng. Viện cớ là bệnh xuất huyết não, không thể ăn đồ bổ, dễ bị xuất huyết. Họ bảo, mấy cô đó, đừng có tới cho mẹ ăn, rồi không chịu cứu mẹ nha. Các cô á, mà làm cho mẹ chết á, thì ai chịu trách nhiệm đây? Muốn lo cho mẹ á, thì hãy rước về mà lo.
đừng có mà cho ăn mà không chịu cung ăn à. Trời ơi, nếu có hiếu á, thì đem về nuôi đi. Mỗi lần tới, đem đồ ăn, thật là giả tạo. Cứ đòi ăn hoài, bà ăn rồi bà cứ đi, bà ăn mà đi rồi hoài, ai chịu nổi. Chuyện trong nhà họ chẳng mấy chốc đồn vang. Không bao lâu, nơi sân họ vọng ra tiếng khóc lóc kêu gọi mẹ thảm thiết. Mẹ ơi, 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 mẹ ơi. Sự nhẫn tâm bỏ mặc mẹ đối khác đã khiến bà cụ số mệnh khổ đau, bất hạnh, phải sớm lìa đời. Tiếng các con bà khóc than kêu gào nghe vang trời động đất, họ mặc áo tang đưa mẹ đi chôn. Giấy tiền vàng được ném đầy lên không, bị cơn gió lạnh phẫn độ thổi bay tứ tán. Một tháng sau, cậu con cả bị nghẽn mạch máu não phải đi vào bệnh viện tỉnh. Tuy được cứu, nhưng trở thành bán thân bất toại, sau đó tay chân bị co rút. Cậu cả xuất viện mới một tháng, thì cậu hai và nàng dâu cả nối tiếp vào bệnh viện. Họ cũng bị chứng nghẽn tắc mạch máu não. Được 12 ngày, hai người này chưa xuất viện, thì cô con gái thứ hai cũng bị đồng chứng bệnh trên, phải nhập viện gấp. Cô con gái thứ hai xuất viện được 2 ngày, thì nàng dâu thứ ba cũng vào viện, không phải bị nghẽn mạch máu não, mà bị thủng bao tử. Nàng dâu ba còn đang điều trị, thì chàng rể thứ ba bị xe tông văng ra xa hơn 2 mét, lúc đưa đến bệnh viện. Tuy còn thở, nhưng toàn thân xương cốt, đa phần, đều bị gãy. Xương gối trái thì đứt, gối phải dập nát, suốt mấy tháng liền không cử động được. Tính ra, người mẹ chết chưa đầy năm, thì con trai, con gái, dâu rể đã liên tục nối nhau vào bệnh viện. Người nào ra viện cũng tốn hơn vạn tiền, có người bình. Trời ơi, bệnh viện tỉnh đã được gia đình các nghịch tử này nuôi tốt nha, vì thu được bộn tiền á. Trong thời gian đó, câu chuyện bất hiếu của họ được đồn vang. Một đồn 10, 10 đồn 100, ai cũng biết. Chuyện họ đã trở thành đầu đề cho mọi người bàn tán lúc làm việc, khi nghỉ ngơi. Mặc dù địa phương đó rất ít người tin Phật, nhưng trong lúc luận đàm, ai cũng nhất trí nói rằng đây chính là báo ứng cho những kẻ làm con mà bất hiếu. Chuyện vẫn chưa hết. Cậu cả dù bị bán thân bất toại, nhưng hôm nọ khi di chuyển qua đường lại bị xe tông làm tổn thương não, thành người thực vật. Nghe nói đến nay vẫn còn nằm trong nhà. Không bao lâu thì cậu hai bị viêm gan, bị cơn bệnh dày vò hành hạ hơn một năm thì chết. Sau đó, nàng dâu cả bị nghẽn mạch máu não cũng lìa đời. Láng giềng tôi kể rằng, cháu trai cháu gái nội ngoại của bà, đa số đều do một tay bà chăm sóc, nhưng lúc bà bệnh nằm viện suốt thời gian dài, không đứa nào ngó tới, nghe mà chạnh lòng. Chỉ mong các thiền tri thức dạy cho họ Phật Pháp, để chuyển biến vận bệnh xấu về sau này, nếu không, thiên lý trừng phạt công minh. Kết cuộc bi thảm của hậu bối bà thật khó mà tưởng tượng. Nghịch tử cố ý bỏ mẹ đối khác, ngầm hại chết mẹ. Tuy dân chưa mất, quan chưa tra, họ không bị quốc pháp trừng trị, nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Những người con bất hiếu này, từng người một, đều thọ ác báo. Đây thật là, vạn sự vạn vật trên đời, điều đang thuyết pháp. Thiện nhân thuyết pháp của thiện nhân, ác nhân thuyết pháp của ác nhân, người thuyết pháp người, súc sinh thuyết pháp súc sinh. Bạn phải hiểu cho minh bạch, để mọi hành vi từ ăn ở đi đứng đều áp dụng pháp Phật đã dạy. Sống phải hành xử như thế nào là do bạn quyết định. Tôi đem những chuyện hiền thế báo ứng trong đời sống ghi vào quyển sách nhỏ này, chính là muốn cảnh báo nhắc nhở những người con bất hiếu nên sửa tà quy chính, nếu không, một khi ác báo tới, có hối cũng muộn màng. Phải thấy ưu điểm của người.
một chiều mùa thu năm ngoái, mười mấy vị cư sĩ Thạch Gia Trang đến Ngũ Đài Sơn. Trong đó, có một bà hơn 50 tuổi, đang ở tại nhà khách, hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp, kể lể nỗi khổ tâm của mình. Bạch sư phụ, con quy y Phật 4 năm rồi, cứ rằm mùng 1 là ăn chay, nhưng thân thể không được khỏe lắm. Nửa năm trước, con gặp một vị thiền tri thức, mới hiểu ra, nếu muốn thân hoàn toàn không bệnh, mạnh khỏe, thì phải dứt tuyệt ăn mặn, chẳng nên ăn máu thịt chúng sinh. Không ngờ, sau khi con đoạn tuyệt thịt cá rồi, thì thân ngài một khỏe hơn. Lúc này, mới biết ăn tam tịnh nhục, chỉ là phương tiện tạm. Kể từ đó, con thường khuyên con cái ăn chay để tránh tương lai bị bệnh, nhưng mà chúng chẳng có chịu nghe, lại còn dè biểu, cho là con học Phật, nên ngày càng mê tín khờ khạo. Chẳng những chúng ngược ngạo khuyên con ăn thịt, thậm chí còn cố tình mua con ba ba tư sống về, nói là muốn cho con ăn tẩm bổ, khiến con nổi giận à. Vì vậy mà con thường cùng chúng tranh cãi, nhưng mà chẳng có ai nghe ai, khiến trong nhà không khí lại rất là căng thẳng. Mới đây nè, có lần con thật sự là nhịn không có nổi mà, phải đến tá túc tại nhà một người bạn. Sau đó thì các con cũng có tới xin lỗi, rước con về. Nhưng mà hễ tới bữa ăn á, là trong lòng mỗi người đều cảm thấy rất là khó chịu. Con nghĩ con muốn xuất gia, nhưng lại lo là chùa không có thu nhận. Tính vào viện dưỡng lão, lại sợ là họ không giúp ăn chay tốt. Hiện nay con rất là khổ tâm, xin Hòa Thượng từ bi chỉ giáo. Hòa Thượng Diệu Pháp từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng im lặng lắng nghe. Khi bà nói xong, ngài mở mắt bảo rằng, người học Phật phải biết sống hòa thuận với đại chúng. Đây là tập cho mình thói quen, biết tôn trọng người. Khi lựa chọn tín ngưỡng, thậm chí dù đối với con cái, cũng không nên cưỡng ép, bắt chúng phải phục tùng, vâng theo. Bà hy vọng con mình tin Phật ăn chay, cố nhiên là vì muốn tốt cho chúng. Thế nhưng, cũng phải biết quan sát căn cơ mà dạy, không nên gấp rút nôn nóng, muốn mau thành. Làm như vậy sẽ bị phản tác dụng, khiến các con đối với Phật giáo phát sinh hiểu lầm, chống kháng. Trong lúc ăn cơm, có thể dùng một bàn 2 mâm, không nên vì con ăn thịt mà oán giận chúng. Bà phải thường tự hỏi, bản thân mình dưới sát đoạn thịt đã lâu chưa? Nếu như tu tốt, thì vì sao hôm nay vẫn chưa thoát ly lục đạo? Phật Bồ Tát không hề khư khư chấp trước bất xả như chúng ta. Do vậy, muốn hóa độ người, phải nghiên cứu thời cơ và phương pháp. Trừ thuyết giáo bằng lời ra, cần phải dùng thân giáo. Điều này rất quan trọng. Thí như, khi các con thấy bà học Phật, ăn chay, khí sắc ngày càng tốt, thân thể ngày càng khỏe, tâm thái ngày càng hiền hòa, an lạc, tự nhiên, chúng sẽ tin phục Phật Pháp. Dần dần, nhờ vào sự thay đổi chuyển tốt, âm thầm của bà, mà các con được cảm hóa, sẽ tự động hướng về bà mà nương tựa. Đương nhiên, muốn hóa độ người khác thì điều quan trọng nhất là bản thân mình phải dốc sức hành cho tới nơi. Chánh mà không tà, giác mà không mê. Muốn người sửa chánh thì trước tiên mình phải chánh bản thân. Ngoài ra, bà phải làm được việc này. Thường nói 3 điều tốt. 1. Phải thường nói con cái tốt. Dù không tốt, cũng nói tốt. 2. Phải thường nói, sinh hoạt tốt. Dù không tốt, cũng nói tốt. 3. Phải thường nói, thân quyến bạn bè tốt. Dù không tốt, cũng nói tốt. 3 điều này, từ đây trở về sau, những bậc làm trưởng bối phải ghi nhớ trong lòng, để sẵn nơi khóe miệng. Tri túc là thường lạc mà.
bất luận là con cái hay thân bằng, láng giềng. Cho dù trước đây họ đối với mình không vừa ý, nhưng nhờ bà luôn ẩn ác dương thiện, biết lấy đức báo oán, thì lâu dần đối phương sẽ sinh tâm ăn năn hổ thẹn, sửa lỗi và thay đổi. Nếu thường nói ba điều tốt, tất nhiên sẽ được mọi người tôn kính, cuộc sống của bà tự nhiên sẽ ngày càng tuyệt hơn. Ngược lại, nếu bà cứ sợ người không tôn trọng mình, lúc nào cũng lên mặt trưởng bối, luôn cậy uy, ỷ thế, ra vẻ kẻ cả ta đây, sống mà luôn soi mói, tìm cách bắt lỗi người, như vậy rất là sai, rất trái với hành nguyện, sẽ tạo nên vực ngăn cách cùng con cái, thân quyến, bạn bè. Hành xử như vậy sẽ khiến phát sinh xung đột không ngừng, dẫn tới lòng mình và người đều nổi oán khí xung thiên. Cũng đồng một lý này, công phu ba điều tốt rất hợp cho mọi người ứng dụng. Nếu như chẳng thực hành được, thì cho dù là già hay trẻ, chồng hay vợ, xuất gia hay tại gia, đều sẽ ôm phiền não vô tận. Bà nọ nghe sư phụ khai thị xong, thì không ngừng gật gù, mọi rầu rĩ héo xào đã tan biến, gương mặt mùa thu ủ rũ của bà đã chuyển sang sắc xuân hớn hở, ấm áp. Phật Pháp đúng là diệu Pháp, Hòa Thượng diệu Pháp thật là diệu Pháp. Ngài luôn đem Phật lý tinh thâm, khéo léo giảng dạy cho đạo và đời cùng hiểu, viên dung vô ngại, hết nghi. Sư Ni Diệu Dung, năm 2002 đi Trung Nguyên, tôi đã may mắn gặp một ni cô dùng máu chép mấy bộ kinh. Đây là hành động hy hữu. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc không có nhiều. Sư Ni Diệu Dung năm nay 28 tuổi, xuất gia đã 3 năm. Trước khi xuất gia, cô đã dùng máu chép kinh, hiện đang chép bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, cả thảy có 38 vạn từ, và hoàn thành 6 vạn từ. Kế đến, sẽ chép kinh Pháp Hoa. Một Phật tử là bác sĩ, viện trưởng y khoa, thấy vậy, nói: phải dùng máu toàn thân mới chép xong mấy bộ kinh này, như vậy thì máu đâu cho đủ, cô sẽ bị yếu sức đó. Cô sinh trong một gia đình đầm ấm, dung mạo mỹ miều, tánh tình hiền thiện. Cô tốt nghiệp đại học y nổi tiếng, là bác sĩ quân y cấp bậc trung quý. Sau khi tốt nghiệp hành nghề, được hưởng chế độ rất ưu đãi, lương bổng cực cao. Nhưng những điều này chẳng ngăn được chí xuất gia của cô. Dưới sự hướng dẫn kiên trì của người mẹ phi phàm, cô đến núi Thanh Nguyên, tỉnh Giang Tây, được Hòa Thượng Thể Quảng, Đạo Cao Đức Trọng xuống tóc cho. Chùa Vân Môn là đạo tràng cô thường ở tu hành. Cô bắt đầu công tác gánh phân, bước vào con đường khổ hạnh. Vì nữ nhân tài Phật giáo có nhiều hành nguyện hy hữu này xuất hiện vào thế kỷ 21 trong thời đại hôm nay, nhiều người nghe danh rất khâm phục tán thán. Tôi và mấy vị tín đồ Giang Tây cùng các đệ tử quý y Hòa Thượng Thể Quảng có dịp ngủ nơi đây hơn 10 ngày, đích thân chứng kiến cảnh Sư Ni Diệu Dung tu hành, khiến những người từng học Phật mười mấy năm, tuổi gần 60 như chúng tôi phải thầm xấu hổ, vì thấy mình còn kém xa. Có lần dùng cơm xong, mọi người đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. Ni Diệu Dung phát hiện chén của cư sĩ nọ ăn bỏ mứa thừa rất nhiều, đi lập tức bưng chén lên nói: đạo hữu ăn không hết, để tôi ăn giùm. Ông chẳng nên bỏ đầu dư, lãng phí như vậy. Nói xong, liền ăn hết. Cư sĩ Diệu Lợi cảm động bảo: Sư Diệu Dung thật hết biết, vì quý tiếc từng hạt thức ăn, chịu khó ăn đồ thừa của người, chúng tôi phải học tập gương cô đó. Sư Diệu Kiến ngồi chung bàn nói: chuyện này mà nhầm nhò gì, đồ người khác nhổ bỏ vì chê ăn không ngon, cổ thấy được là lượm sạch, ăn hết luôn. Cô giống hạnh nguyện ngày tiên quá ở Mỹ rồi. Phải biết, cô là bác sĩ, rất chú trọng vệ sinh, nhưng làm như vậy để cảnh tỉnh người, vì không muốn vi phạm. Sư Diệu Dung mỉm cười nói: thức ăn chúng ta dùng đây, quả thực ngon, tốt hơn nhiều,
so với thức ăn của các tu sĩ ở Tây Tạng. Có qua Tây Tạng hành đạo rồi, thì thức ăn nào cũng nuốt được hết. Có nếm khổ gì, thì cũng không thấy khổ nữa. Cô rể, lúc mình mới xuất gia làm sa di, nhận công tác phải gánh phân, do thường ra vào nhà xí và đồng ruộng, dù có mang hài, cũng khó tránh giảm đạp lên phân. Nên lúc lên điện, để tỏ lòng cung kính, cô cởi hài bỏ bên ngoài, chỉ mang vớ vào điện. Nhưng vì hàng ngày, thời gian lên điện tương đối dài, lâu dần, chân bị nhiễm lạnh, hai chân và đầu gối bị thủng nặng, đau đến đi đứng khó khăn. Nhưng sư Diệu Dung vẫn nói, đây là nghiệp chướng bản thân hiện tiền, nhưng mỗi ngày sư vẫn phải cắn răng chịu đựng để công tác. Sau đó, bệnh ngày càng nghiêm trọng, trong núi thiếu thuốc men thích hợp, nên cô phải về nhà mẹ. Bác sĩ chuẩn khám nói cô bị phong thấp nan y, dần dần bệnh từ phong thấp sẽ chuyển đến tim, gây nên chứng bại liệt. Cô nghe xong, không sợ hay hoảng kinh chi, chỉ là trong lòng bất an, vì thấy mình tuổi còn trẻ, chưa làm được chuyện gì giúp ích cho chúng sanh, mà vướng phải bại liệt thì càng lụy người phải lo. Như vậy thiệt là sống không bằng chết. Sau đó, cô khấn nguyện trước Bồ Tát. Đệ tử chẳng cầu nguyện thân trường tồn, tật bệnh hồi phục, chỉ xin kéo dài hơi thở của mạng sống tội lỗi này, dùng máu huyết chép kinh, hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong pháp giới đồng thành Phật đạo. Chép kinh xong, đệ tử có chết cũng không tiếc. Tôi dùng kim châm vào 10 ngón tay lấy máu, không đủ dùng, nên phải lấy ống chích rút máu từ cánh tay. Mẹ tôi chẳng nỡ nhìn, cũng không chịu giúp tôi lấy máu, lảng tránh ra ngoài làm việc. Nhưng lúc tôi chép kinh, mẹ tôi vô cùng kinh ngạc khi phát hiện toàn thân tôi đang phóng kim quang, mà bản thân tôi không hề hay biết, và hoàn toàn không nhìn thấy. Đây có thể là nhờ Phật lực gia hộ, khiến mẹ tôi có chút cảm ngộ. Lúc tôi chép xong 4 nguyễn kinh máu, thì hai chân hết phù thủng, khôi phục bình thường. Thật là Phật Bồ Tát xót thương gia hộ, khiến tôi có được mạng sống mới. Tôi cảm kích đến rơi lệ, không sao báo đáp cho cùng. Tôi chỉ biết âm thầm phát thệ, nguyện đem thân này cúng dường Phật Bồ Tát, hằng giữ 3 nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, cúng dường Phật Bồ Tát. Nguyện từ đây đến tận vị lai, đời đời kiếp kiếp, vì chúng sinh mà sống, vì chúng sinh mà chết. Hôm sau, đi y viện kiểm tra, bác sĩ rất kinh ngạc. Ông tuyên bố, tôi hoàn toàn hồi phục. Khi mẹ thấy tôi hết bệnh, bà rất mừng, đồng thời thái độ quan tâm lo lắng cũng thay đổi. Bà nghiêm nghị bảo, Sư Diệu Dung, bệnh cô đã lành, hãy mau thu xếp về chùa, cô là người xuất gia, ở mãi nơi nhà tôi không có tiện đâu. Đương nhiên, khi nghe những lời lạnh nhạt, chẳng có chút tình người như vậy, tôi thật khó tiếp thu. Phải gắn kiềm chế để nước mắt không trào ra, tôi giận dỗi nói. Con đi liền đây. Thế là tôi tôm góp hành lý đơn giản, bước ra kêu xe. Khi xe sắp chạy, tôi ló đầu ra cửa xe thưa với mẹ. Quách cư sĩ, tôi để chìa khóa nhà ở trên bàn đó. Xe chạy rồi. Từ sinh ra đến giờ, tôi mới nhìn thấy 2 hàng lệ nóng từ khóe mắt mẹ tuôn trào. Tới ga, lên hỏa xa ngồi. Trong lúc xe lao dung dút, tâm tôi dần bình tĩnh lại. Hai mắt tôi càng lúc càng mờ vì lệ nhạt nhòa. Ôi mẹ ơi! Con gái đã hiểu lòng mẹ rồi. Mẹ sợ con luyến thế quên về, sẽ tu hành bê trễ. Chính mẹ hướng dẫn con đi trên con đường học Phật, là mẹ bảo vệ hạnh xuất gia cho con. Mẹ chứng kiến con xuống tóc làm ni mà chưa từng rơi giọt lệ nào, chỉ vì muốn con kiên định tâm đạo. Mẹ yên tâm nha mẹ. Như mũi tên một khi đã bắn ra
không bao giờ quay về. Con đã bước vào đường tu thì sẽ không quay trở lại. Con sẽ tẩy tâm đổi mặt, mãi mãi hoằng pháp lợi sinh cho đến ngày tà thế. Hiện nay, do nhiều chúng cư sĩ thỉnh cầu, Ni Diệu Dung đã chọn một địa điểm thích hợp, chuẩn bị xây một ngôi kiến trúc tại Trung Nguyên, dự định sẽ thu nhận chư cư sĩ cao tuổi nghỉ hưu, cho họ trú ngụ, hướng dẫn họ niệm Phật, nghe kinh, pháp, tu hành. Đây là đạo tràng dành cho tập thể cư trụ, lo hết tất cả từ ăn ở thuốc men cho đến vãng sinh. Các bác sĩ hộ lý cùng những phục vụ viên hoàn toàn là tình nguyện phụng hiến. Chư cư sĩ đến ở chỉ cần đóng phí thức ăn do gia đình quyến thuộc cung cấp, phần còn lại đạo tràng bao thầu hoàn toàn phi lợi nhuận. Do nhân viên bác sĩ hộ lý không cần đền đáp nên phí y liệu cũng rất thấp. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng sơ bộ của Ni Diệu Dung. Vẫn cần tập thể đồng tu trợ giúp, góp tâm góp sức, hoàn thành tốt việc này. Ni Diệu Dung đã mời Hòa Thượng Diệu Pháp và tôi đến thường trụ ở đây, hỗ trợ cộng đồng đại chúng tu hành. Nếu như có thể kiến thiết nhanh, đúng như dự tính, thì sư phụ và tôi, cùng các huynh đệ, rất sẵn lòng giúp Ni Diệu Dung, cùng mọi người tụ hội ở đây, dụng công tu tập, thành đạo Bồ Đề. Bài văn dưới đây tôi viết, theo danh xưng ngôi thứ nhất, để mọi người tiện đọc. Thể văn giống như tự thuật, nhằm giới thiệu truyền thực về sư Diệu Dung, từ sinh ra đến xuất gia, giúp mọi người hiểu rõ hơn về vị ni ưu tú trong Phật giáo, và có thể rút ra từ trong đây chút cảm ngộ. Tác giả Quả Khanh xin giải thích riêng. Sư Diệu Dung là câu chuyện có thật hoàn toàn. Sau khi tôi biết rõ những gì sư trải qua rồi, rất cảm kích nên quyết định viết ra để khuyến khích bạn đạo tu hành. Do chưa được sư cho phép nên tôi quyết định hóa danh, nghĩa là tên và địa danh đều đổi, không ghi thật. Tôi nghĩ làm như vậy sẽ không gây ảnh hưởng hay quấy rầy gì đến việc thanh tu của sư. Mục đích của tôi không phải để ca tụng công đức của sư, bởi vì khả năng của sư sẽ còn tiến xa hơn nữa. Tôi viết câu chuyện này vì muốn chia sẻ cùng bạn đọc nét đẹp của người tu. Tôi muốn chấn chỉnh lại những quan niệm sai lầm, hiểu trật về người xuất gia. Không những tôi hy vọng Ni Diệu Dung có thể đại diện cho hình ảnh các tu sĩ nữ giới, mà còn hy vọng ngày càng có nhiều Phật tử trí thức gia nhập vào sự nghiệp hoằng pháp Phật giáo, cùng góp sức giúp cải thiện phong khí xã hội, dùng đức trị đức, dùng lực tu để báo ân. Bởi vì trong nước ta hiện còn rất nhiều người hiểu sai về giới xuất gia, bao gồm cả tôi, 10 năm về trước, luôn ngộ nhận, cho rằng những người xuất gia là hạng trốn đời, trốn việc, trốn bổn phận, ưa sống biến lười cầu an, toàn những kẻ thất tình, thất chí, tâm bị tổn thương, vì mê tín hay do tướng mạo xấu xí, khó kết hôn, hoặc do gia cảnh quá bần hàn nên phải đi xuất gia để kiếm cái ăn, cái mặc, vân vân. Những hạng người này không dính dáng gì với sư Diệu Dung. Trong Phật môn có lẽ cũng có những hạng người này, nhưng tôi chưa gặp. Còn những vị có chí xuất trần cao tột, nguyện đem thân tâm phụng hiến, hoằng pháp lợi sinh như sư Diệu Dung thì có rất nhiều, và tôi thường gặp luôn. Các phần tử trí thức cũng không thiếu. Tôi thường gặp họ tại các chùa Thiên Đài Sơn, Phổ Đà Sơn, vân vân. Các tu sĩ này, mỗi mỗi đều có những câu chuyện khiến người nghe phải cảm phục. Chỉ tiếc là sách tôi đang viết thuộc dạng báo ứng hiện đời, nên không thể giới thiệu về các vị ấy. Cho nên, mong độc giả khi xem hãy hiểu và thông cảm cho tâm ý của người viết. Mẹ của sư Diệu Dung rất giỏi thi thơ hội họa, là bậc nữ lưu kiên cường, đã dũng cảm khuyến khích con gái xuất gia. Hòa Thượng Thế Quang là cao đồ ngài Hư Vân, từng tán thán bà là thánh mẫu. Tôi cho rằng, lời này tuyệt không phải là nói đùa, mà giống như ấn chứng. Xin nói rõ, bài văn này
là hành vi riêng của cá nhân Quả Khanh, không liên can đến sư Diệu Dung. Nếu có điều gì khiến cho quý vị phải trách, thì đó là lỗi của tôi, và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sau đây là bài viết: Mỗi người chúng ta trong quá khứ, vì thiếu hiểu biết mà tạo vô số ác nghiệp, khiến tự tánh quý giá bị ô nhiễm, vấy bận, bụi trần. Do tâm bị vô minh che lấp, khiến chúng ta chẳng thể nhìn thấy ánh sáng quang minh, vì vậy cần phải quét sạch trần cấu. Theo nhà Phật, phương pháp tẩy sạch trần cấu tốt nhất chính là sám hối, một trong các thiện hạnh như tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, trì chú, vân vân. Tổng giám đốc Trần là nữ doanh nhân, chủ một đại xí nghiệp thành đạt. Bà học Phật đã hơn 2 năm. Dưới ảnh hưởng của bà, nhiều nhân viên trong xí nghiệp cũng bắt chước ăn chay tập tu theo. Nhờ đó mà đời họ thay đổi, tinh thần phấn chấn, xí nghiệp càng phát mạnh, chất lượng sản phẩm thêm ổn định. So với các xí nghiệp khác, thì bà Trần là một nữ lãnh đạo nổi tiếng, được mọi người nhiệt liệt khâm phục, ngợi khen. Ngày nọ, bà Trần đến nhà tôi, kể về tình trạng sức khỏe của mình. Bà than, thời gian gần đây, mình hay bị nhức đầu dữ dội mà không rõ nguyên nhân. Chứng bệnh này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác, sinh hoạt và việc tu tập của bà. Lúc bà Trần đương kể lể về chứng nhức đầu, thì tôi bỗng nhìn thấy từ vai trái đến gáy của bà xuất hiện một con cá sấu thiệt to, không ngừng cắn xé nơi cổ bà, khiến cho phần bên trái đầu máu chẳng cung ứng đủ cho não. Tôi không kìm được, vội hỏi: Bà có từng ăn thịt cá sấu hay loài vật hoang dã nào không? Bà Trần rầu rĩ nói: Trời ơi, tôi đã ăn quá nhiều thịt động vật. Trước đây, khi còn ăn mặn, do phải thường xuyên chiêu đãi xã giao với khách, nên tôi đã ăn hầu hết mọi loài hoang dã, như đà điểu, rùa, thỏ rừng, gà tuyết, độc xà, thậm chí cả cá sấu nữa. Nhưng mà thịt cá sấu tôi chỉ ăn qua có một lần. Hơn nữa, lại là dạng thịt đông lạnh, người ta đã giết sẵn trước đó rồi. Tôi giải thích: Mặc dù bà chỉ ăn một miếng thịt, nhưng chính bà là người đứng ra mời khách, tự xuất tiền cho vụ tạo ác nghiệp này. Phải biết những loài động vật hoang dã, tương tự cá sấu, có tính linh rất lớn, chẳng nên tùy tiện giết nó, không nên vì ham ngon miệng no bụng mà ăn thịt chúng. Ngài tuyên quá từng giảng, vì sao không nên sát sinh? Lý do như sau: chúng ta ăn thịt chúng sinh, sẽ thu nạp khí và máu huyết súc sinh vào thân chúng ta. Thần thức nó cũng đeo theo quấy phá. Chính con cá sấu đã ra tay báo thù, khiến thân thể bà luôn bệnh hoạn, cực suy. Hiện giờ thần thức nó đang ở phía bên trái, từ vai đến gáy của bà. Nó không ngừng cắn xé cổ bà, làm cho não bên trái máu không cung ứng đủ. Đó là nguyên nhân vì sao bà nhức đầu. Bà Trần tỉnh ra. Nói như vậy thì tội tôi quá lớn, vì tôi từng ăn qua rất nhiều động vật hoang dã. Nhất định tôi phải sám hối, tụng kinh phát nguyện. Trước tiên phải hồi hướng cho con cá sấu này đã. Tối đó, tắm rửa xong, bà Trần quỳ trước Phật, tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho con cá sấu đã bị giết hại. Trong quá trình tụng kinh, bà ráng chịu đựng, kiên trì tụng hai bộ kinh Địa Tạng và khắc phục được các chứng chóng mặt, nhức đầu. Qua hôm sau, lúc gặp lại, tôi thấy tinh thần và tướng mạo bà đã có thay đổi tốt. Mặt bắt đầu tươi tắn hồng hào, những vết ám đen cũng tan hơn phân nửa. Chiều đó, mấy đạo hữu đến thăm bà Trần. Trước mặt mọi người, bà tổng giám đốc oai vệ này đã buông bỏ hết vẻ cao ngạo quan liêu của mình, thành khẩn kể lể, phát lộ những lỗi lầm mình từng phạm trong quá khứ, chân thành sám hối, tội mình đã từng ăn và giết hại nhiều sinh vật. Bà sám hối ngày xưa, khi làm lãnh đạo, đã có tâm cống cao ngã mạn, nóng nảy hẹp hòi. Sám hối, mình lúc chưa học Phật, đã tạo nhiều ác nghiệp chất chồng. Ngay lúc bà đang sám hối, những vết ám đen còn lưu trên mặt dần dần tan biến hết. Thay vào đó
là nét sáng rỡ, hồng hào tươi tắn. Lúc này tôi nhìn thấy những chúng sinh từng bị bà làm hại đang thấp thoáng, ẩn hiện. Dưới uy lực chân thành sám hối của bà, chúng sinh tâm tha thứ hỷ xả, rồi từng tớp cùng bay lên. Trong chốc lát, đã vãng sinh vào thiện đạo. Sức mạnh sám hối thù thắng và cực kỳ lớn như thế đã khiến mọi người xúc động sâu sắc. Cả hội trường nhốn nháo, cùng nhau thú tội. Thế là, anh một câu, tôi một câu, ai cũng thành tâm phát lộ nhận lỗi, lao sao tự kiểm điểm ác nghiệp và những lầm lỡ sai quấy của mình đã tạo trong quá khứ. Sức mạnh của sám hối, đúng như Phật từng thuyết trong Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, như sau: nếu người tạo tội nặng mà biết ăn năn tự trách, sám hối lỗi xưa, nguyện không tái phạm, ác có thể nhổ sạch tận gốc mọi ác nghiệp.